mình sẽ làm là món nộm dưa chuột để giảm cân nhé. Nó rất là đơn giản với ba trái dưa chuột như này. Các bạn cho mình một chút muối vào, muối trắng vào, chúng ta ngâm khoảng 15 phút cho nó sạch. Vì chúng ta sẽ ăn cả cái vỏ này nên chúng ta nên ngâm như vậy cho đảm bảo nó sạch nhé. Ngâm xong 15 phút chúng ta rửa sạch lại và để ráo nước rồi mình sẽ đi thái. Và trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi sơ chế tỏi, ớt, rau thơm để mình sẽ trộn cùng dưa chuột. Ở đây các bạn dùng cho mình vài tép tỏi, các bạn băm nhỏ, thái mỏng băm nhỏ. Ớt thì ăn được bao nhiêu thì cho cần đấy nhé. Cần tỏi, ớt, rau thơm, rau đây rau mùi ta nhé, hay gọi là ngò rí ấy. Còn cái mùi mà có gai ấy, nó thơm ấy. Cái nộm thì thường thường là phải có một chút ớt, chút tỏi và chút rau mùi thì món nộm nó mới thơm và mới ngon. Ớt thì ăn được cay đến đâu thì các bạn cho. Đây mình cho một chút rồi. Rau mùi thì các bạn nhỏ hơn mình nhé. Rửa sạch cắt nhỏ này để trộn cùng cho nó ngon thôi. Cho nó có rau này, thơm này. Và thêm củ cà rốt bào sợi mỏng, cho một ít bào sợi mỏng củ. Và thêm cả cái phần lạc rang đã nhỏ nữa. Bào vài cái sợi cà rốt này thì món ăn của chúng ta nó sẽ ngon, nó sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều nhé. Không cần nhiều, chỉ cần một ít thôi. Các bạn không thích cà rốt thì không cần cũng được nhé. Thích thì cho, còn không thì cho một ít cho nó ngon. Phần dưa chuột mình đã ngâm với nước này đã được rồi. Bây giờ rửa sạch để thái nhé. Để thái này này các bạn này, cắt cho mình cái đầu đít này trước này. Cái đầu này nhựa nó ra rất là nhiều, từ cuống thì nhựa nó sẽ đi ra từ cuống nhiều nhé. Đấy, sau chúng ta cắt thêm một lớp nữa và dốc cái đầu cuống này xuống này để cho nhựa nó chảy ra. Thường thường cắt xong thì mình hay di như này để cho cái nhựa nó đi ra. Cắt thêm một lần nữa. Đấy. Và các bạn nghiêng này cho nhựa nó ra nhé. Rồi. Và bây giờ mình sẽ gọt cái trái dưa này. Gọt thì nó đơn giản là như thế này. Các bạn bổ làm đôi cho mình. Các bạn sẽ bỏ bớt cái ruột này đi. Cái ruột này nó sẽ ra nước, chúng ta bỏ bớt. Nếu mà dưa chúng ta nó ít ruột thì chúng ta không cần bỏ ruột nhé. Tiếp đến các bạn thái phát mỏng. Mỏng, không mỏng quá nhé. Mỏng quá nó sẽ bị lát. Phát mỏng khoảng 0,2 cm. Cái thái phát mỏng như vậy. Thái như vậy đến hết nhé. Với 3 quả như thế này, chúng ta sẽ làm được một đĩa nộm rất là nhiều đấy. Vì 3 quả này khoảng 600g đấy. Bỏ cái hạt này đi, cái ruột này đi. Xong rồi, bây giờ mình sẽ trộn gia vị luôn. Cái này nộm này rất là đơn giản thôi. Vì nhựa mình đã xử lý như vậy để nó hết rồi ấy. Một cái này nó không bị chát, bị đắng như những cái loại khác ấy. Này cho mình một thìa cà phê muối này. Một thìa cà phê nước mắm này. Nước mắm này cho nó thơm ấy.
xíu hạt tiêu này. Nộm thì nó hợp với hạt tiêu nên mình cho một chút hạt tiêu. Đường các bạn cho mình 2 thìa cà phê dày một chút nhé. Và thêm nửa quả chanh, bắt nếm nước cốt vào. Và thêm nửa quả chanh thì chúng ta sẽ để này khoảng 10 đến 15 phút. Đây, nửa quả chanh bỏ hết hạt đi. Đó, vắt nến nước cốt cho vào. Cho vào trộn của bạn. Này là đã hoàn thành rồi đấy. Cho nó ngấm thêm rồi chúng ta cho rau thơm và cho ra đĩa và cho thêm cái phần lạc rang đã giã cho lên có một chút xíu cà rốt mà đẹp mắt bao nhiêu. Món này chúng ta làm món để chúng ta ăn giảm cân cũng được nhé, vừa mát vừa dễ ăn. Giờ các bạn cho nốt cái phần rau thơm vào. Trộn đều lên cái rau này nó rất là thơm. Nó hòa quyện vào. Và cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Thường thường mình cứ làm trước khoảng 20 phút trước khi ăn. Thì cái món này khi ăn nó ngấm được vào. Bây giờ các bạn cho mình ra cái âu. Cái nước này các bạn cứ để lại nhé, để cho nó ngấm ở phía trên ấy. Đổ lên phía trên như vậy cho nó ngấm ấy. Cái món lộn của mình cực kỳ ngon. Bây giờ mình chỉ cần cho thêm cái phần lạc rang đã giã nhỏ phát lên trên thôi. Đã hoàn thành được cái món lộn cho gia đình thưởng thức rồi, trong mùa hè oi bức này. Nếu các bạn thích thì hãy làm để gia đình mình có món lộn vừa ngon vừa đơn giản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.